Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại các bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị sức khỏe, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ sự thật, tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024, được bề trên ban cho lộc lớn, sự nghiệp lên hương, trúng số phát tài chỉ sau một đêm, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, trong số các con giáp thì người tuổi Nhâm Tuất vốn hiền lành và vô cùng chăm chỉ. Đồng thời, người tuổi Nhâm Tuất cũng rất giàu nhiệt huyết, phóng khoáng. Họ thích hợp làm việc trong các môi trường tự do, đòi hỏi tính sáng tạo cao. Tuổi Nhâm Tuất này giàu tinh thần cầu tiến, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Họ không ngại thay đổi, không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, tử vi cho biết, trong tháng Tết âm lịch tới đây, người tuổi Nhâm Tuất sẽ nhận cơ hội lớn trong sự nghiệp và tài lộc. Đó có thể là một công việc, một cơ hội đầu tư kinh doanh hoặc một số tiền nào đó được trả cho mệnh chủ. Theo sách tử vi thì đây chính là cơ hội. Công việc khiến họ rất bận rộn và căng thẳng. Tuy vậy, chỉ cần nghiêm túc tận tâm với công việc, họ có thể vượt qua những khó khăn và đạt đến sự giàu sang phú quý của mình. Trong thời gian này, con giáp tuổi Nhâm Tuất cũng cần chăm chỉ cải thiện các mối quan hệ, tránh bị tiểu nhân cản trở. Tháng Tết âm lịch tới đây, vận trình của anh chị sẽ thuận buồm xuôi gió như mong đợi, sự nghiệp ngày càng khởi sắc, giúp mệnh chủ kiếm tiền về đầy túi. Và để nắm rõ chi tiết hơn về vận trình tử vi của mình thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, càng có tuổi con người ta càng mong cầu một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Tuy nhiên, trên thực tế, ở tuổi trung niên vẫn có rất nhiều người nảy sinh ham muốn phù phiếm. Họ không biết đâu là đủ và không cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. 1. Ham muốn vật chất. Một trong những ham muốn mà nhiều người theo đuổi nhất chính là vật chất, tiền tài. Trong cuộc sống của mỗi người, đồng tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng, là thứ để họ đảm bảo chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng đánh giá đúng tầm quan trọng và mức ảnh hưởng của tiền bạc. Trên thực tế, không ít người vì chạy theo đồng tiền mà đánh mất lương tâm, sự nhân từ của chính mình. Người chạy theo đồng tiền còn đánh mất những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời, như các mối quan hệ, giây phút thiêng liêng, ý nghĩa. Không chỉ vậy, khi quan tâm quá nhiều tới tiền bạc, tâm trí của bạn không lúc nào được yên. Bạn luôn trong trạng thái toan tính, lo lắng, khó có thời gian thư giãn và tận hưởng cuộc sống của chính mình. Ở ngưỡng tuổi trung niên, chúng ta cần sống vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc mới có thể khỏe mạnh. Chúng ta nên trân trọng đồng tiền vì đó là công sức mà ta bỏ ra. Tuy nhiên, muốn sống trong hạnh phúc thì không nên đặt nặng vấn đề tiền bạc. Bạn cần học cách cân bằng cuộc sống và các ham muốn của mình để sống thật thoải mái, yên vui. 2. Ham muốn đổi đời. Ở tuổi trung niên, chúng ta vẫn phải cố gắng kiếm tiền, ổn định tài chính và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đây không phải thời điểm vàng để đổi đời, để trong phút chốc trở thành người giàu có. Bởi vậy, những người có tuổi nên xem xét lại ham muốn của mình. Người dại dột sẽ đem tài sản của mình đi đánh cược để mong đổi đời, sống tốt hơn. Nhưng đó chính là sai lầm chí mạng khiến cuộc sống của họ trở nên tối tăm và mù mịt. Chúng ta có quyền hy vọng và mơ ước nhưng không nên bất chấp mọi thứ chỉ mong đổi đời. Thời điểm này, bạn nên cảm thấy may mắn vì những gì mình đang có. Có thể bạn không giàu như nhiều người, nhưng lại có gia đình êm ấm, hạnh phúc, sức khỏe ổn định và cuộc sống bình yên. Đó chính là những tài sản quý báu không thể đong đếm được bằng tiền. 3. Ham muốn thử những thú vui xấu. Nếu một người trung niên muốn có được cuộc sống bình yên, suôn sẻ tới cuối đời, thì không nên thử những thú vui xấu. Bạn có quyền làm những gì mình muốn trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu thú vui ấy ảnh hưởng tới sức khỏe, hao tổn tiền bạc, thì bạn cần xem lại ham muốn này. Không ít người vì lao vào những thú vui xấu như cờ bạc, cá cược, nhậu nhẹt mà đánh mất bản thân mình.
họ còn làm tổn hại tới tài chính của bản thân, thậm chí là gia đình. Từ biến cố ấy họ sống trong quãng thời gian tuổi già thiếu thốn, khổ sở, chật vật. Bởi vậy, chúng ta nên đặt sức khỏe và sự an toàn của bản thân gia đình lên hàng đầu. Trước khi muốn làm bất cứ điều gì, mỗi người cần lường trước kết quả. Nếu kết quả không đáng để bạn bỏ công thì đừng dại mà mắc phải sai lầm. Bỏ đi được ba ham muốn, chắc chắn một người sẽ sống thư thái và bình yên hơn. Mỗi người hãy tận hưởng khoảng thời gian này một cách thoải mái. Đừng tự mua dây buộc mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Người sinh năm Tuất nói chung là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, làm việc công bằng, ngay thẳng chân thành, rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế, người tuổi Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Nếu là người tuổi Tuất có tính thẳng thắn, bạn có thể có cảm nhận như thế này. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc điện thoại cầu cứu họ. Lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối. Tuy nhiên, một khi họ biết được sự thực là bạn rất cần sự giúp đỡ, thì họ liền hết sức giúp đỡ không một chút do dự. Có lúc người tuổi Tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác và coi đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích bản thân. Người tuổi Tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ. Giống như người tuổi Dần, khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáu, tức giận. Nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ bình tĩnh ngay. Cần chú ý là họ không nổi cáu với sự đố kỵ hay hoài nghi, mà chỉ tức giận với sai lầm. Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Đương nhiên, người tuổi Tuất có lòng nhân ái hơn người tuổi Dần, có trách nhiệm, tận lực làm việc nên có được lòng tin, làm việc không bỏ dở. Đó chính là sở trường của người tuổi Tuất. Một điều may mắn nữa là sự nghiệp mà người tuổi Tuất theo đuổi kiên trì thường rất giá trị và cao quý trong sự nghiệp của mình. Họ rất chăm chỉ và kiên trì. Đương nhiên, đó là việc chính nghĩa. Vì vậy, họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Những đặc trưng trên của người tuổi Tuất cho ta biết rằng họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư cái cũ. Lời nói, hành động của họ vừa giản dị lại vừa khôn ngoan, nhanh nhạy, bề ngoài giản dị, thật thà nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh, nhạy bén. Họ thường chiêm nghiệm cuộc đời và quan sát người khác, nhưng đối với những việc cụ thể hay khi tranh cãi, đừng hy vọng họ đứng ra gánh vác, giúp đỡ. Thiên tính của họ là ẩn tránh, họ chỉ muốn bảo vệ bản thân không bị người khác xâm phạm. Người khác giao tiếp với họ phải bỏ ra rất nhiều công sức mới giành được sự tín nhiệm của họ. Người tuổi Tuất vốn lanh lợi, hiểu bằng trực giác rất mạnh. Sở trường của họ là có thể dựa vào lý trí để biết được tính cách đối phương ngay lần gặp đầu tiên. Cảm giác trực tiếp nhạy bén này đã phân biệt được sự đúng sai, phải trái một cách cơ bản, chính xác. Tuy nhiên, cũng không nên quá tin vào trực giác này. Nó có thể khiến bạn mất đi cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi. Muốn nhận thức chính xác về một người tuổi Tuất, bạn chỉ cần quan sát họ khi đang tranh luận. Một khi biết được người khác động chạm đến danh dự và phá hoại lợi ích của mình, họ sẽ anh dũng đấu tranh đến cùng, không khuất phục, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản họ. Đương nhiên, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng như có người nào đó làm hại đến gia đình họ, thì họ sẽ nổi giận thực sự. Họ sẽ đọ sức với đối phương bằng lời lẽ đanh thép, giàu tính logic để chiến thắng đối phương. Khi tranh cãi với người khác, họ luôn dựa trên sự công bằng, không dùng những trò tiểu nhân để giành chiến thắng. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao, như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Họ thường giấu kín hoài bão trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Điểm yếu của nam giới tuổi Tuất là ít nhẫn nại. Về phương diện tình cảm thì không giống với người tuổi Ngọ, tuổi Dần. Khi rơi vào mối tình nồng cháy, họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm chăm sóc cho người yêu. Nam giới tuổi Tuất đặc biệt không dễ tin người. Tuy nhiên, một khi đã có lòng tin thì sẽ đối xử rất chân thành sự tín nhiệm này. Tóm lại, người sinh năm Tuất là người giỏi giao tiếp và trung thành, thẳng thắn. Người tuổi Tuất sợ nhất tính cách của người tuổi Dậu, không tín nhiệm người tuổi Thìn. Họ tuy có những tranh chấp với người tuổi Ngọ, Tỵ, Thân, Hợi và kể cả tuổi Tuất, nhưng đó chỉ là xô xát nhỏ, không ảnh hưởng đến quan hệ căn bản. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng Bính Dần, mở đầu năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Nhâm Tuất bừng sáng nhờ tam hợp nâng đỡ, công việc tiến triển đều. Cảm giác làm mọi thứ thong thả hơn, không cần phải quá lao tâm khổ tứ.
lại thêm quý nhân hữu bật trợ mệnh. Dù thời điểm đầu năm mệnh chủ vẫn chưa thực sự tập trung 100% vào công việc, tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng gặp thiên thời địa lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ, áp lực công việc lúc này không lớn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoạch định kế hoạch, dự án mới cho cả năm. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất suy, báo hiệu vận trình trước vượng sau suy. Với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng nhìn chung tình hình tài chính của con giáp này bình ổn. Việc kinh doanh, buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động, nhưng vẫn có khoản nọ khoản kia, không lo túng thiếu. Đặc biệt, bạn nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo ham mê quá đà sẽ gây phá tài nặng. Bán hợp cục rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân trong tháng này. Trong quan hệ xã giao với đồng nghiệp, người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Đầu xuân năm mới gia đạo an yên, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Đây là giai đoạn mặt nồng của các cặp đôi đáng yêu. Nhiều cặp đôi có thể tính chuyện cưới xin ngay trong tháng riêng này. Về vấn đề sức khỏe, tháng này mệnh chủ nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ bất ngờ hoặc gặp hỏa huyết quang do ngũ quỷ hung tinh tác động. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận định, cục diện tam hợp xuất hiện nâng đỡ vận trình công danh của người tuổi Nhâm Tuất trong tháng đầu xuân năm mới. Bạn sẽ thấy mọi thứ thong dong, nhẹ nhàng vô cùng, công việc tiến triển đều, cảm giác làm mọi thứ trơn tru hơn, không cần phải quá lao tâm khổ tứ. Mệnh chủ còn có hai cát tinh thiên ấn và hữu bật hiệp sức hỗ trợ. Dù có vấp phải vấn đề nào đó cũng có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tăng thêm uy tín cho chính mình. Bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức. Dù thời điểm đầu năm mệnh chủ vẫn chưa thực sự tập trung 100% vào công việc, tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng gặp thiên thời địa lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ, áp lực công việc lúc này không lớn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoạch định kế hoạch, dự án mới cho cả năm. Lúc này tuổi Nhâm Tuất cần thêm dũng khí, dám nghĩ dám làm, dám đương đầu sóng gió, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình sẽ mang tới nhiều thành công tốt đẹp cho bạn trong tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất suy, báo hiệu vận trình trước phượng sau suy. Với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Hành sự cần có sự trầm ổn, hoạch định kế hoạch rõ ràng, thiếu sự chuẩn bị kỹ càng rất dễ tụt xích ở thời điểm quan trọng, không đạt được đến mục tiêu đề ra trước đó. Ngoài ra, ngũ quỷ xuất hiện mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám, gây ra một vài sự cản trở trong công việc. Do đó, làm gì tuổi Tuất cũng nên thận trọng, chớ chủ quan lơ là mà sập bẫy kẻ xấu. Xét phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất nhận thấy, dù trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng nhìn chung tình hình tài chính của con giáp này vẫn khá bình ổn. Người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập cố định, làm nhiều hưởng nhiều, không lo thiếu thốn. Việc kinh doanh, buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động, nhưng vẫn có khoản nọ khoản kia, không lo túng thiếu. Đặc biệt, có tam hợp ghé thăm mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn, chỉ là bạn có đủ nhạy bén để nắm bắt hay không thôi. Nếu đang có ý định kinh doanh hay mở rộng công việc làm ăn, bạn có thể mạnh dạn tiến hành ở thời điểm này, tỷ lệ thành công khá cao đấy. Vốn dĩ, con giáp này luôn khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, biết cách lấy được thiện cảm và sự tin tưởng từ người đối diện. Và tháng này chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng. Đặc biệt, tháng này còn có ngũ quỷ hung tinh quấy phá, bạn nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo ham mê quá đà sẽ gây phá tài nặng. Theo phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng Bắc, nơi đây nếu đắp thêm biểu tượng mèo thần tài sẽ rất có lợi cho công việc kinh doanh, buôn bán, bởi vật phẩm phong thủy này có tác dụng chiêu tài rất mạnh, từ đó sẽ chiêu dụ cát khí, mang tới may mắn cho các giao dịch kinh doanh của bạn. Xét phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp, bán hợp cục mang đến một tháng ngập tràn hương sắc yêu thương cho người tuổi Nhâm Tuất. Đặc biệt có lợi cho đường tình duyên của người độc thân trong tháng này. Trong quan hệ xã giao với đồng nghiệp, người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Vận đào hoa đương lúc phơi phới, bạn nên chủ động tham gia các bữa tiệc, hoạt động tập thể sẽ nhanh chóng tìm được một nửa ưng ý cho mình. Đầu xuân năm mới gia đạo an yên,
đời sống tình cảm vợ chồng hòa hợp, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện nhiều, thậm chí có cặp vợ chồng đón tin vui về con cái nữa đấy. Đây cũng là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu, nhiều cặp đôi có thể tính chuyện cưới xin ngay trong tháng riêng này, nhằm hóa giải những xui xẻo gặp phải về tình cảm cũng như thúc vượng đào hoa. Giữ gia đạo hạnh phúc, tuổi Nhâm Tuất đừng quên đặt một bình hoa tươi ở hướng chính bắc của phòng khách, nơi có sao nhất bạch chủ đào hoa, nhân duyên cường ngủ nhé. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Trong tháng Tết năm 2024 âm lịch, do nguyệt lệnh lâm suy nên người tuổi Nhâm Tuất không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, bạn sẽ cảm thấy cơ thể thường xuyên mỏi mệt, khó chịu, thiếu sức sống. Vì thế, con giáp này nhớ chăm chỉ tập luyện để tăng sức đề kháng cho bản thân, đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý để tránh những vấn đề về thể chất hay giấc ngủ. Ngoài ra, do ngũ quỷ hung tinh tác động, bạn cũng nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ bất ngờ hoặc gặp họa huyết quang, không lái xe sau khi uống rượu bia, hạn chế đến nơi vắng vẻ khi khuya khoắt một mình. Xem phi tinh tháng, nhị hắc chủ bệnh tật bay vào hướng Tây Nam, khu vực này trong nhà nếu không được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của cả gia đình. Tuổi Nhâm Tuất có thể đặt hồ lô phong thủy ở khu vực này, nó sẽ giúp bạn dễ dàng ngủ ngon giấc, tinh thần ổn định hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng Tết âm lịch của người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Xem tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Nhâm Tuất trong tuần này có cả điểm lành và điểm hung. Chính quan vừa mới lên ngôi, giúp cho công việc thêm phần thuận lợi, thì thương quan đã đứng ra ngáng trở. Mệnh chủ nếu không kiềm chế cảm xúc cá nhân và tập trung cho công việc nhiều hơn, thì khó tránh khỏi những vận hạn sắp tới. Đường tài lộc của con giáp này thì khá hơn nhiều, nhờ có quý nhân giải thần xuất hiện, trừ hung diệt ách, giúp cho mệnh chủ phát huy hết khả năng của mình, cũng tạo thêm nhiều cơ hội để mệnh chủ kiếm thêm thu nhập, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều tăng tiến. Thêm nữa, trong tuần này mệnh chủ nên cố gắng giữ gìn tình cảm tốt đẹp hơn, các cặp đôi tình cảm có phần đi vào lối mòn, không có nhiều sự bất ngờ dành cho nhau, tình yêu như dòng nước chảy nhẹ nhàng qua từng khe núi, chứ không như dòng thác đầy thê mê đổ xuống như trước nữa. Hãy cố gắng tạo cho nhau nhiều cơ hội để thể hiện tình yêu, giữ cho tình cảm được tươi màu. Với các bạn còn độc thân, hãy thử điềm đạm hơn một chút, có thể sự bạo dạn của bạn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy choáng ngợp và ngại ngần, có tiến phải có lui, đôi khi lùi một bước lại bằng tiến ba bước, hãy để cho người ấy có thời gian tĩnh lặng và nghĩ về tình cảm dành cho bạn nhé. Xem tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Nhờ cát tinh thiên đức độ mệnh, đây được coi là một tuần suôn sẻ với người tuổi Nhâm Tuất, con giáp này vượng vận quý nhân, làm gì đi đâu cũng có người giúp đỡ nhiệt tình. Mệnh chủ tràn đầy tự tin nên trong người luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, nhờ thế mà vận trình sự nghiệp khởi sắc hơn, mọi sự diễn ra hanh thông, trôi chảy. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tự nỗ lực chứ đừng chỉ dựa vào may mắn hay người khác. Lưu ý, vận trình sẽ giảm sút dần từ giữa tuần, có thể sẽ có một vài rắc rối xảy ra mà bản thân con giáp này không lường trước được. Nguyên nhân một phần là do mệnh chủ có phần chủ quan và thiếu tập trung nên dễ mắc sai sót, tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào, vậy nên phải thật cẩn thận. Cũng trong tuần này, vận tài lộc khởi sắc, thu nhập chính và phụ đều tăng lên đáng kể nhờ thực thần nâng đỡ. Thậm chí tuổi Nhâm Tuất còn gặp được những cơ hội phát tài ngoài sức mong đợi. Tuy nhiên phải thật mạnh dạn nắm bắt cơ hội, chứ đừng để vận may tới tay rồi còn vụt mất. Chuyện tình cảm không có nhiều thay đổi, người độc thân vẫn chưa thể kết thúc tình trạng hiện tại. Có lẽ bạn cần thêm thời gian nữa thì mới có được tình yêu đích thực chỉ dành riêng cho bản thân mình. Trong khi đó, các cặp đôi cần dành thêm thời gian bên nhau thì mối quan hệ mới có thể được bền vững, thay vì mạnh ai nấy sống như hiện tại. Xem tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tuần này thiên đức cát tinh nâng đỡ tuổi Nhâm Tuất lên một tầm cao mới, có nhiều thành công trong sự nghiệp và được quý nhân nâng đỡ rất nhiều. Dù khó khăn tìm tới bạn không ít, công việc nhìn chung đều thuận lợi và giúp bạn củng cố uy tín cũng như thực lực của mình. Người có tâm thì ắt sẽ có tầm. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được những tin tức có lợi cho mình trong sự nghiệp, nên tận dụng những mối quan hệ làm ăn để giúp bản thân thực hiện kế hoạch lớn. Về tiền bạc, dù tự lực cánh sinh là điều tất yếu, nhưng bạn cũng được người thân ủng hộ hết sức mình. Tài vận đang trên đà tăng trưởng, nhưng đòi hỏi bạn phải thận trọng và tỉnh táo, hạn chế cho người khác vay tiền và cũng không nên đầu tư lớn. Chỉ có điều, nếu con giáp này chăm chỉ làm phước thì may mắn đến cực kỳ nhanh,
Càng về cuối tuần, con giáp này càng vượng duyên nhờ sự trợ giúp của tam hợp cục. Nhâm Tuất duyên dáng và có gương mặt dễ gây được thiện cảm nên cực kỳ thuận lợi trong việc lấy lòng phụ huynh và bạn bè. Sống biết điều nên bạn cũng hiếm khi làm phật lòng người khác, kết nạp được thêm nhiều người tốt vào cuộc sống hiện tại. Xem tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần mới người tuổi Nhâm Tuất có vận trình suôn sẻ. Bạn sẽ giải quyết thành công một số vấn đề đã tồn tại trong một thời gian dài. Nhờ sự giúp đỡ của các tinh tử vi, công việc nhiều phần thuận lợi, đặc biệt là những bạn đang xin việc, mua bán hàng hóa, ký hợp đồng làm ăn, đường công danh, quan lộ của con giáp cũng thuận lợi nhờ mối quan hệ làm ăn rộng mở, có quý nhân lớn tuổi giúp đỡ, kéo cát khí về cho bạn. Tài chính thu về từ các khoản hoạt động liên quan đến chính trị, quảng cáo, khách sạn hoặc du lịch cực tốt. Với những người có máu kiếm tiền có thể thử những lĩnh vực mà bản thân thích trong thời gian này. Cuối tuần nên dành thời gian nghỉ ngơi để nạp năng lượng chiến đấu cày cuốc cho tuần mới. Đầu tuần, tam hội cục giúp Nhâm Tuất nhận được sự ưu ái từ những người lớn tuổi và có chức quyền. Các bạn đang yêu xa sẽ biết thông cảm cho nhau và có cơ hội gặp lại nhau trong thời gian gần tới đây. Con cái ngoan ngoãn, thành tài, bạn được các con hỗ trợ và chăm sóc khá nhiều. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng, thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện bán cái giếng sau đây để biết sự khôn ngoan không có giới hạn, vì kiến thức trên thế giới này vô cùng vô tận, luôn thay đổi không ngừng, chỉ là do bạn có muốn học hỏi thêm hay không mà thôi. Có một người đàn ông được xem là thông thái nhất một ngôi làng nọ. Ông bán cho hàng xóm, một người nông dân cái giếng đã lâu không dùng.
thế nhưng nhất quyết không cho hàng xóm dùng nước trong đó. Khi thấy hàng xóm đang múc nước từ giếng lên để nấu ăn, tưới hoa màu, nuôi gia súc, kẻ thông minh kia nổi nóng, không cho ông này sử dụng nước trong chiếc giếng với lý do: tôi chỉ bán cho ông cái giếng, tôi không bán nước cho ông. Vì thế, ông chỉ được dùng cái giếng, không thể lấy nước từ cái giếng này được. Bác nông dân ngẫm lại thấy rất có lý, nên không cãi lại được, nhưng cũng không biết làm sao. Khi ông cũng trả tiền mua giếng nhưng không được sử dụng, bác hiểu rằng đúng là mình không trả tiền mua nước từ cái giếng, trong khi hoa màu và gia súc trong nhà đang rất cần nước từ cái giếng này, thật vô cùng khó xử. Vì không biết cách giải quyết sự việc, nên cuối cùng ông quyết định mang lên trình quan huyện xét xử, mong lấy lại công bằng. Lên cửa quan, bác nông dân tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, hòng mong lấy lại được công bằng cho gia đình mình. Quan huyện gọi người đàn ông thông minh kia lên và hỏi: tại sao ngươi không cho ông ta dùng nước trong giếng? Chẳng phải ngươi đã bán cái giếng đó rồi sao? Người đàn ông thông minh tự tin thưa lời: dạ, bẩm quan, con chỉ bán cái giếng cho ông này, chứ con không bán nước trong giếng. Do đó, ông ta không có quyền lấy nước của nhà con. Giờ nếu muốn lấy nước, ông ta phải trả thêm tiền mua nước chứ. Quan huyện nhìn người đàn ông, khẽ mỉm cười và trả lời: ồ, ngươi nói rất có lý. Thế nhưng, khi ngươi đã bán cái giếng cho người nông dân này, cái giếng đã thuộc quyền sở hữu của anh ta, còn nước trong giếng vẫn thuộc sở hữu của ngươi. Vậy thì ngươi không có quyền được để nước dự trữ trong giếng của người nông dân nữa. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là ngươi phải trả tiền cho bác nông dân để thuê cái giếng dự trữ nước, hay là ngươi phải mang toàn bộ nước ra khỏi cái giếng ngay lập tức. Quan tỏa ngẩng lên nhìn gã thông minh và khẳng định đanh thép. Gã thông minh cúi đầu buồn bã không biết làm gì để biện minh cho hành động của mình nữa. Anh ta đã bị chính trí thông minh của mình gây khó xử và đành chấp thuận để cho người hàng xóm dùng nước trong chiếc giếng. Quý vị thân mến, núi cao còn có núi cao hơn. Người đàn ông thông minh tưởng rằng mình có thể lấn át người nông dân nhưng lại đối lý trước những lời quan nói. Cuối cùng là ông tự hại mình vì chính trí tuệ của bản thân. Có thể thấy, luôn có người thông minh hơn bạn, vì núi cao còn có núi cao hơn. Việc mình tự tin vào kiến thức và khả năng của mình là điều cần thiết, nhưng chớ nên thái quá. Cái giá của sự kiêu ngạo thật sự quá đắt, biết bao người đã nhận một cái kết đắng khi quá tự mãn vào bản thân của mình. Có thể bạn đứng nhất ở trong lớp học, xuất sắc nhất cơ quan, đoàn thể của mình, nhưng nó mới chỉ là cái giếng của chính bạn mà thôi. Vì thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, bạn vẫn chưa có cơ hội khám phá. Thế giới đó với kiến thức là vô tận và nhân tài luôn đầy rẫy. Dù chúng ta có thật sự rất giỏi giang, nhưng người giỏi giang hơn vẫn còn rất nhiều. Bạn tuy giỏi đấy thì còn có người giỏi hơn. Không ai dám nhận mình là nhất và tự tin rằng mình là số một. Thực tế cuộc sống luôn có những điều khó lường xảy ra. Ta càng tự cho mình khôn ngoan, không hiểu rằng chớ nên tính toán chi li và bạn tính cũng chẳng bằng trời tính. Dù có lên kế hoạch cho mọi thứ thì vẫn có thứ đi ngoài kế hoạch. Vì thế, việc khôn ngoan nhất mà bạn nên lựa chọn là sống khiêm nhường là điều hợp lý và sẽ giúp bạn tránh khỏi một số phiền phức không đáng trong cuộc sống. Chúng ta đều biết, cuộc sống lên xuống bất thường, nên chúng ta hãy luôn giữ thái độ bình thản để đối mặt. Lúc giàu có cũng không lấy làm kiêu ngạo, lúc nghèo khổ cũng không quá bi lụy. Như vậy, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng theo ý của bạn hơn. Chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bất kỳ ai, vì lòng người vốn thâm sâu khó đoán. Người mặt lịch sự, đạo mạo chưa chắc đã tốt, và người có vẻ ngoài tuềnh toàng chưa chắc đã như vẻ ngoài của họ. Như vậy, chúng ta nên cẩn trọng trước khi đánh giá bất kỳ ai, vì bạn sẽ không biết được rằng bạn đang đối diện với ai đâu. Khi hiểu rằng sự khôn ngoan không có giới hạn, thì nhất định đừng tự thỏa mãn chính mình với những hiểu biết của bản thân, mà cũng đừng vì mình không đủ xuất sắc mà tự ti quá. Nếu bạn chưa biết thì bạn chỉ cần học, cần đọc là biết, chẳng có ai là quá thông minh, thông thái hơn ai cả, khi kiến thức luôn có sẵn trong vũ trụ, chỉ là bạn có muốn biết hay không. Tất cả những gì bạn biết mới chỉ như giọt nước ở trong đại dương rộng lớn, thì nên không ngừng học hỏi thêm, biết cách lắng nghe, học cách tiếp thu, thậm chí với một số lời phê bình, những nhận xét nghiêm khắc có vẻ khó nghe, nhưng hãy lấy đó làm động lực cho chính mình cố gắng hơn và giỏi giang hơn. Đừng tự giới hạn bản thân rằng mình không thể bằng ai đó vì mình không đủ thông minh. Kiến thức trong thế giới này là vô hạn, quan trọng là bạn có mở lòng mình ra để tiếp thu, học hỏi hay không. Khi bạn sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Vì thế, đừng e ngại rằng mình đang kém, chưa hiểu rõ một điều gì đó. Đó là lý do con người sinh ra luôn phải học hỏi không ngừng. Dù là khi bạn đang ở bất cứ lứa tuổi nào, hãy tự xem mình là miếng bọt biển để có thể thấm được mọi kiến thức hay ho trong xã hội này. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.